Đây là RTX 4070 Ti và đằng sau mình là một chiếc Asus TUF 4070. Câu hỏi lớn nhất khi mà mình thường được gặp khi build máy ở tầm giá khoảng từ 40 đến 50 triệu đó chính là: anh ơi, em nên build một chiếc PC sử dụng 4070 hay cố thêm tiền để lấy 4070 Ti? Mình nghĩ là câu hỏi này cũng nhiều anh em hỏi, thế nên là hôm nay mình sẽ trả lời cho anh em bằng những kết quả mà mình đã test được trên cùng một hệ thống. Và chúng ta sẽ bắt đầu video này ngay sau intro. Và anh em đừng quên rằng là anh em đang muốn tham khảo những mẫu RTX 4070, 4070 Ti hay bất cứ một mẫu Vega nào, có thể tham khảo dưới phần mô tả. Mình sẽ để link ở dưới cho anh em tham khảo nhé. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ điểm danh về cái câu chuyện là mức giá 4070 và 4070 Ti. Nếu anh em soi cùng với cả một cái tier list, cùng một sản phẩm nghĩa, như là một con Asus TUF chẳng hạn, thì 4070 thì bây giờ thị trường đang có mức giá là 19 đến 20 triệu tùy nơi, 19 triệu rưỡi tầm đấy. Và nếu mà anh em mua 4070 Ti TUF thì sẽ vào khoảng 23 triệu 24 triệu, nghĩa là chênh vào khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng tùy vào phiên bản các bạn lựa chọn. Vậy thì với mức giá này thì cái chênh lệch các bạn bỏ ra là tương đối là nhiều. 4-5 triệu là không phải là một khoản gọi là chênh lệch nhỏ chút nào, tại vì là nó cũng phải chiếm đến 25% giá trị của Vega rồi. Và cái target hôm nay của chúng ta đó chính là hiệu năng gaming và hiệu năng đồ họa, nó cũng phải đạt cái mức gọi là tương xứng cái việc là nó phải vượt được 25-30% thì mình nghĩ là nó mới đáng mua. Đầu tiên ấy, chúng ta sẽ nói về cái thông số trước. Thông số của RTX 4070 và 4070 Ti thì đại đa số những thông số mà chúng ta nhìn được thì nó hoàn toàn giống nhau. Mặc dù vậy thì có một cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý, đó chính là 4070 Ti thì cái shader, cái text shader nó rất là nhiều, nó lên đến 7600, trong khi với 4070 thì nó chỉ dừng ở 5000 thôi. Ngoài ra nữa thì những cái nhân lân như là RTX Core, Texture Core thì số lượng nhân nó cũng nhiều hơn khá đáng kể. Mình đã set trên cùng một cái gọi là kiến trúc là Ada Lovelace sử dụng cái quy trình sản xuất là 40 nanomet. Thì cái tiến trình sản xuất 4 nanomet này thì nó sẽ giúp cho cái điện năng tiêu thụ là rất là nhỏ. Khi có 4070 Ti này, thực tế mà nói nó chỉ có TDP khoảng 285W và 4070 thì là khoảng 200W. Về mặt TDP thì mình có thể nói thật là nó có sự khác nhau ở đây là, ví dụ như con Rockchip này chẳng hạn đấy, mình đang phải sử dụng là những cái nguồn khoảng là phải có tầm 3 cái đầu PCIe chẳng hạn. Đấy, ở đây thì đang dùng một nguồn 12V và đi kèm trong hộp một con này thì nó sẽ có cái dây chuyển nha anh em nhé. Còn với RTX 4070 bình thường TUF mình đang có ở đây chẳng hạn thì nó chỉ dùng đến một cái nguồn 8 pin thôi. Và kể cả là có phiên bản cao cấp hơn mà màu bè hơn thì chắc là cũng chỉ dùng thêm một tí. Nói chung là về điện thì mình thấy là 4070 Ti nó chênh khá là nhiều so với cả 4070 bình thường. Tiếp đến một cái điểm nữa mà mình nghĩ anh em sẽ quan tâm, đó chính là về cái VRAM. Thì cả hai con ấy, nó đều là VRAM GDDR6X 192 bit. Mình khá là kiểu cần kỳ vọng hơn giữa hai cái cảm đồ họa này có sự chênh lệch về VRAM. Không nói về cái mặt là gì nhỉ, cái dung lượng, mà mình muốn nói về tốc độ. 192 bit với mình tại thời điểm 2023 hiện tại nó hơi thấp. Và VRAM nó có quyết định cái ý nghĩa gì thì mình sẽ chia sẻ luôn là, thường thì VRAM mà có tốc độ cao thì cái giảm nó sẽ giảm độ chế rất là nhiều trong quá trình các bạn hoạt động, các bạn làm việc chơi game. Đấy, thường là chơi game là anh em sẽ cảm nhận nhất là cái frame time của những con RTX 3090, 3080 mà nó dùng VRAM chất lượng cao, tốc độ cao, tốc độ bit nhớ nhanh thì nó sẽ cho lại cái tốc độ xử lý khung hình trả ra cái màn hình nó nhanh hơn. Mặc dù vậy thì chúng ta vẫn có 12GB RAM. Vậy thì 12GB RAM liệu có phải là một điểm gì đáng chê trách không? Với mình thì không. Ở những độ phân giải từ 2K, 4K, đại đa số những game hiện nay thì rất ít khi nào mình thấy là những tựa game nó ăn quá 12GB RAM, mà cái tầm này là tầm rất là vừa. Mặc dù vậy thì cái xu hướng phát triển game 3 sắp tới đây thì việc là có từng này VRAM thì các bạn sẽ phải tận dụng những tính năng như Resize 3 để có thể là gia tăng cái lượng VRAM ảo cho những cảm đồ họa này. Cái câu chuyện đây thì mình muốn nói tiếp nữa là về cái sự chênh lệch của nó thì nó sẽ chỉ nằm câu chuyện là về xung nhịp nữa thôi. Khi mà mặc dù là con 4070 Ti nó nhiều nhân hơn rồi đấy, nhưng mà cái xung nhịp nó cũng trả ra một cách gọi là mạnh hơn. Mình nói thế thì anh em có hiểu, nhưng mà thường thì nhiều nhân hơn thì nhiều lúc là hãng cũng sẽ phải cắt giảm xung nhịp đi để nó mang lại cái hiệu năng vừa đủ để còn bán dòng cao hơn chẳng hạn đấy. Nhưng con này nhân vừa nhiều hơn, xung nhịp vừa cao hơn thì cái kỳ vọng lớn nhất của chúng ta ở đây là sẽ là cái hiệu năng của nó khác nhau như nào. Và bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu, chơi game thử xem trên một cái hệ thống thì 4070 và 4070 Ti nó chênh lệch ra sao. Và mình mạn phép là phải dùng con 4070 Ti Rockchip và một con 4070 TUF thường để so sánh thử cho anh em. Tất nhiên là như thế nó không cân. Mặc dù vậy thì nó cũng phản ánh được khoảng một phần nhất định về cái mặt hiệu năng thuần của giữa hai con cảm đồ họa này nhá.
và mình cũng sẽ sử dụng đầu tiên là driver mới nhất của NVIDIA này. Thứ hai, trong test system thì mình sẽ để điều hòa là 26 độ C. Thứ ba là hệ thống thì sẽ là CPU i7-4700K bên Aorus Pro Z690D4 và những con RAM cọc xe LPX 16GB tổng là 32GB dual channel. Ngoài ra nữa thì vỏ thì sẽ dùng vỏ Glacier và nguồn sẽ là sử dụng một con TUF 750. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chơi game thử xem hiệu năng nó chênh lệch ra sao nhé. Vậy là xong rồi, hiện đang chơi game thì các bạn sẽ có tự đúc kết cái hiệu năng nó chênh lệch ra sao. Những cái hiệu năng này thì nó thật là với những chiếc cả đồ họa như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể chơi tất cả những game hiện nay rồi. Và nếu bạn nào suy nghĩ là thế thì ta cứ mua 4070 thôi, tội gì mua 4070 Ti làm gì. Đấy, mình thì mình sẽ có cái sự lựa chọn như này. Thực ra nó nằm ở cái câu chuyện tài chính. Cái hiệu năng mà game cho ra thì mình có thể áng chừng ra khoảng 15-25-30% tùy vào những tựa game có biên độ dao động FPS nó như thế nào đấy. Với mình thì hiệu năng chơi game này nó có đủ chênh lệch và bỏ xứng đáng để mình bỏ ra khoảng 4 triệu nữa để lấy 4070 Ti không? Thực ra với mình thì mình thấy là nếu mà mình đầu tư cho hiện tại thì mình sẽ không lấy 4070 Ti. Nhưng nếu mà mình đầu tư cho những tựa game 3 tương lai thì mình nghĩ 4070 Ti nó sẽ có mức hiệu năng rất là ổn để có thể là đáp ứng trong tương lai sau này. Mặc dù vậy thì với mình thì mình cũng không có quá khó khăn trong việc là chọn cạc, tại vì là mình cũng sẽ sử dụng những tính năng như là DLSS để nó có thể gia tăng thêm hay là frame generation. Mặc dù vậy, với frame generation hay DLSS thì hình ảnh nó sẽ cho ra không được đẹp như là native. Vậy nên là với ở độ phân giải 2K mà mình thường hay test để nó phục vụ bằng cái màn hình mình tốt nhất, thì mình nghĩ là nếu anh em có một cái hầu bao không có dư giả và anh em cũng không có gọi là nhu cầu phát sinh về sau về câu chuyện là anh em muốn đu những tựa game kiểu 3A AAA, high setting, max setting, ray chasing ở mầm, mình nghĩ là 4070 vẫn có thể đáp ứng tốt. Còn nếu mà bạn nào đã đam mê về ray chasing rồi những cái tính năng phụ trợ làm đẹp hơn, không thích fake frame như là NVIDIA DLSS các thứ chẳng hạn, thì mình nghĩ là câu chuyện chung ở đây đó chính là bạn không cần phải nâng cấp lên 4070 Ti. Mặc dù vậy thì cái con số về shader unit CUDA và cùng với đó là xung nhịp cao, nó làm cho mình có một câu hỏi lớn, đó chính là liệu hiệu năng làm việc của hai chiếc cạc đồ họa này nó có chênh lệch nhau nhiều không. Đầu tiên là với bài test spec vpub, là một bài dựng hình 3D cho những phần mềm như là 3ds Max, Maya, SolidWorks, CATIA hay là Cinematics, thì các bạn thấy là với những chiếc cạc đồ họa 4070, 4070 Ti thì mình nghĩ là với những chiếc cạc đồ họa này các bạn chỉ tập trung nhiều vào cho mình là cái sự chênh lệch của nó có khác nhau quá nhiều không. Với mình thì tất nhiên cái việc mà có nhiều xung nhịp hơn rồi nhân CUDA nhiều hơn nó sẽ mang lại lợi thế lớn trong cái hệ thống test như vậy. Đấy, thì về cái sự chênh lệch này các bạn hãy thử xem liệu là nó có đáng không. Tại vì là những bài test này thì nó chỉ mang một mục đích duy nhất là check xem cái điểm viewport của những phần mềm đấy dựng thì thường nó ra sao. Và những cái project mà khi những cái benchmark này test thì nó chỉ ở mức gọi là casual, không quá đến mức gọi là siêu phức tạp. Thế nên là chênh lệch từng nào nhiều thì sẽ hay từng đấy. Tiếp đến qua là một vài bài test render khác như kiểu là V-Ray hay là những bài test như là Blender, thì mình nói chung là nó cũng chả có gì gọi là đáng nói cả, tại vì là giá tiền các bạn bỏ ra thì đương nhiên nó phải chênh. Vậy thì chênh bao nhiêu là đủ thì chỉ có bạn quyết định được. Với tôi thì tôi cũng chia sẻ luôn là thực ra với mình thì mình thấy là
từng số tiền các bạn bỏ ra để build những chiếc cả đồ họa đắt tiền hơn để phục vụ công việc tốt hơn, thì mình nghĩ là nó vẫn sẽ xứng đáng từng xu với 4-5 triệu này cho con RTX 4070 Ti. Và còn một điểm nữa mình sẽ chia sẻ cho anh em ở trong ngày hôm nay, đó chính là câu chuyện về cái điện năng tiêu thụ. Đến cuối thì trong cái quá trình hoạt động thì mình thấy là điện năng tiêu thụ của những chiếc card đồ họa, ví dụ như đây mình đang có một con 4070 Ti đang test, thì mình cũng cảm thấy là, xin lỗi bạn 4070 nhé, thì mình thấy là mình rất là bất ngờ với cái hiệu năng lẫn là cái hiệu suất tỏa nhiệt cho ra của RTX 4070 nó rất tốt. Còn với 4070 Ti thì nó tiêu thụ đến 285W ấy. Nhưng mà ví dụ ở đây anh em thấy con Rockchip không? Quạt cực kỳ là đồ sộ, nhìn oách slack luôn. Phiên bản 4070 Rockchip thì quạt nó không được nhiều cánh này đâu. Ốp giả nhiệt rất là to, nhìn oách, nhưng mà thực ra trên trong heatsink thì nó cũng khá là bình thường. Nó không kiểu siêu to khổng lồ như những con 4090 hay là 4080 mình từng cầm cả. Mặc dù vậy thì với 280W thì như thế này là quá ok. Và trong quá trình hoạt động của cả hai chiếc card đồ họa mà mình đã test đây thì mình thấy là không có điểm gì để chê cả. Nhiệt độ của phản túp hay là bảng Rockchip thì mình thấy là nó vẫn quá là mát rồi. Thế nên là liệu là các bạn, thì đến cuối qua những test result ngày hôm nay thì mình cũng không có quá nhận xét gì nhiều, mà mình sẽ để cho anh em tự nhận xét chính là cái hiệu năng làm việc lẫn là chơi game của hai chiếc card đồ họa này nó có xứng đáng từng xu các bạn bỏ ra sơ chữ chênh lệch được không. Với mình chênh lệch khoảng 4 triệu là nó sẽ chênh khoảng 25% về giá. Vậy thì hiệu năng nó sẽ chênh cũng dao động khoảng từ 15 cho đến 20 đến 30%. Thì liệu nó xứng đáng không? Để kết luận thì nếu mà anh em chơi game, mình nghĩ là cho những cái setup budget giá vừa tầm thì RTX 4070 quá là xứng đáng với budget của nó đưa ra. Budget đưa ra vừa phải, điện yêu cầu không cần quá khắt khe, và nhiệt độ để nói chung là hệ thống tản nhiệt nó cũng không cần phải yêu cầu là quá đồ sộ, thì có thể là cân được tốt con đấy. Đấy là điều đầu tiên. Mặc dù vậy thì với xung nhịp cao và nhiều nhân CUDA hơn, 4-5 triệu này nó sẽ vắt từng đồng bạc chênh lệch này, mang lại cái mức hiệu năng làm việc render một cách khá triệt để cho các bạn. Và mình nghĩ xứng đáng để cân nhắc nếu các bạn làm việc. Còn với mình thì chơi game đúng là nó có chênh. Mặc dù vậy thì chênh từng này liệu là có ổn hay không, hay là có xứng đáng hay không, nó lại tùy thuộc vào cái nhìn nhận của mỗi người khác nhau. Với mình nhìn nhận để mình chơi những tựa game như Call of Duty Modern Warfare hay những tựa game có nhịp độ nhanh, mình nghĩ là từng này là xứng đáng. Nhưng với những tựa game 3A FPS, cái biên độ chênh nó không quá nhiều, thì với mình thì mình lại thấy là 4070 Ti nó là khoản đầu tư để về sau đầu tư còn hơn. Còn bây giờ hiện tại đầu tư có vẻ đang hơi gấp, mà có thể lấy 4070 cũng được. Đấy. Còn đó tất cả những gì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em như vậy rồi. Còn nếu anh em đang muốn tham khảo những bộ PC với mức giá chỉ 32 triệu có i7-14700K và RTX 3060 12GB, siêu đẳng cấp, thì có thể tham khảo tại Huy Phú PC nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.